đêm tối tắt đêm mà vào được đến nơi đấy. Đêm sợ khuya đấy, 1-2 giờ đấy. Yeah. Thế thì tầm muộn mà sáng thì đấy là đỗ thì chỉ sợ đỗ cả buổi cả ngày thứ năm này, cả ngày thứ sáu đến tận tối mới nhận hàng dọn trái cây. Cái xe này phải đi phải di động nó không nó nát đâu. Không, mà mình che lưới rồi sợ đỗ ai cũng được đấy. Tôi có cả tôi nóng nhưng mà chẳng qua là nói rồi. Không có gì, đến nơi mà phải đợi thì ông tháo lưới đấy nhá. Tháo lưới à? Ừ. Tháo lưới càng toi. Tháo lưới thì nó càng nắng nó càng không có gì chi à? Thì tháo ra thì nó không bị bạt vào đây nữa, nó nắng tự nhiên luôn thì nó sao mà cháy được. Cái cây là để ngoài trời gì đâu. Ôi chợ đỗ rồi. Ừ, tháo thì đơn giản thì có cái đấy chỉ đằng nào chẳng phải tháo thì mới cẩu được các thứ. Tháo trước thì tháo sau, tháo thì tháo, tháo luôn. Cố gắng mà đi được, nhưng tầm này phải bốc lại hơi muộn rồi, nghe bốc buổi sáng nhỉ. Chiều. Các bạn sáng nó cũng chưa xong một cây, nó cũng chưa xong một cây. Nhưng mà bình thường xe này thằng béo ấy, mà bốc chiều tối đi là vẫn chiều nó vẫn đi đúng không? Xe nếu mà đi để bảo nó đi nhanh thì vẫn chiều vẫn đến được đường được chỗ nơi. Chiều tối không thì cũng phải là tối muộn. Tầm 8-9 giờ đến được không? Ông cố gắng đi làm 8 giờ là khách nó nhận được hàng. Cứ để sáng hôm sau rồi này lại hơi muộn, cả 10 giờ nó cố nó nhận được, nhận mất 2 tiếng nó xuống nơi hàng mà tụi tàn chậu nó cẩu nó xuống 10 giờ nó cẩu 12 giờ là xong. Nó cẩu 1 giờ là xong. Xin chào mọi người, hôm nay em xếp hàng cho khách đây, xếp xe cho khách đây. Điều thợ nhà. Đây để lát nữa các ông ý ra, các ông ý bê thì mình sẽ nói là nó lỏng lẻo. Đây là bọn em xếp hàng rất là cẩn thận luôn, và làm sao mà đảm bảo nhất cho khách. Xếp thật chặt thật cứng, càng chặt nhá. Khi mình xếp càng chặt, ken cây càng chặt thì hàng đi nó sẽ không bị va đập vào nhau và nó sẽ càng đảm bảo cho khách. Và thứ nhất là thứ hai nữa là mình xếp chặt này sẽ tiết kiệm một tiền cước vận chuyển cho khách nhá. Mỗi một xe hàng mà chuẩn bị xếp vào lam ấy là em thì cứ phải căng lão và làm nào tính toán cây gì kết hợp với cây gì, hàng gì đi với hàng gì, xếp xe như nào để làm sao mà đảm bảo cho cước khách sẽ mua được cước vận chuyển đảm bảo. Đây này, cho cây xe ba vào các bạn đã. Một cây này đã. Có à. Anh ơi, em ở này cái này á, của anh nó lỏng lẻo lắm, không phải là em khó tính đâu, nhưng mà vừa lấy bê lên á, lỏng lẻo, cảm giác nó có thể gãy được cái này ra luôn ấy. Nó gãy được cái đáy này ra luôn này. Nó lỏng lẻo, ôi lỏng lẻo luôn ấy. Đây này, đây anh nhìn đây này. Đây này. Đây này. Làm gì có gì. Không tiên gì mấy trăm nghìn đi kíp cả, cắn người một kíp cặn đáy luôn. Không phải làm sao. Đây này, lỏng lẻo ơi, lỏng lẻo luôn. Em chuyển đi xa mà xếp xe, cứ xếp xe mà thợ bê không cẩn thận nó gãy được ấy luôn. Đất rắn không thể cắm nổi. Cắm gì? Cắm phải cắm từ... Cắm phải cắm từ lúc ở đấy cơ, bây giờ cắm đây thì sợ bể bầu đấy. Để cả ở ngoài kia không cắm nổi.
cây đây, cây xuất cho khách ngày hôm nay đây. Xe pháo sợ quá, đường đi cứ lùm lượm lượt xe, cảm giác nguy hiểm, nguy hiểm cận kề luôn. Đây này, đây là những cái cây hồng cổ Sapa để chuẩn bị xuất lại cho khách cái này. Bọn em làm, nói chung là làm đảm bảo cẩn thận nhá. Đai lưới bên trong rồi đây này, đai lưới rồi này. Mà đây em phải đi mua thêm cái này để băng băng dính bên ngoài cho tránh cái cây mất nước này. Để bọc thêm cái này bên ngoài để cho nó tránh nó mất nước ấy. Đấy, làm cho khách rất là cẩn thận luôn. Em bán cây to đẹp rồi à? Vâng, anh Hoàng Dương ơi, em bảo anh chốt cây đi thì anh không chốt cây đấy, nó thật là quá rẻ luôn. Hôm qua khách chốt hai cây rồi, hôm đấy em xui anh cây đấy là có cây rẻ đẹp là mua được. Tại vì em đã đi khảo giá một số nơi ấy, thì là người ta báo giá cao hơn cái cây đấy rất là nhiều, mà xấu hơn. Mà người ta báo giá tầm 70 củ luôn. Cái cây đấy em bảo anh là anh lấy đi cây đẹp đó. Cây đó đẹp thật, chất mộc quá đẹp. Bán rồi, em bán hai cây rồi. Anh có mua, em vẫn còn mấy cây nữa nhưng mà nó không đẹp bằng cây đấy thôi, nhưng mà giá lại rẻ hơn. À, vườn nó còn mấy cây nữa. Nhỏ hơn cái đêm tí và giá rẻ hơn. KK chỉ mua hàng đẹp. Em chỉ bán hàng đẹp mà. Phương châm của em là bán hàng đẹp và bán hàng rẻ. Bắt đầu theo dõi lại thường xuyên của em, thường xuyên đấy, hàng em đi liên tục. Liên tục và liên tục luôn. Việt Nam nói là làm cái này. Xếp cây xếp đẹp luôn, xếp là ngay ngắn là thành hàng, thành lối này. Thẳng hàng thẳng lối chưa đấy. Và cây nhá, cây đi từ cây to cây nhỏ nó làm mà cho khách là làm đảm bảo, chứ không phải làm mà chỉ biết thu tiền đâu. Từ cái hàng bịch nhỏ này nhá, đây là cái cây này là cây bịch nhỏ này, bịch nhỏ này bọn em cũng cắm cọc hết này, cắm cọc này, thằng nó là bịch vải nhá, là phải buộc thêm cái dây này để làm gì, để cố định cái gốc này, cần phải cả cái bịch nó không bị long lay gốc, cho coi nó không bị long lay gốc để cho khách được cây nó đảm bảo nhất có thể. Và bọn hàng chi nhỏ này, chi hoa hồng nhỏ này, đây là gọi là hàng xanh này, hàng này gọi là hàng xanh sạch này đấy. Cùng một tặng cây như nhau nhá, nếu các bác đi mua hàng ấy, đi mua hàng trên mạng ấy, cùng một tặng cây như nhau, nhưng tại sao có cây nó là 200, có cây lại là 500, có cây là 300. Nó khác nhau ở phần cái chất thân này này. Cái thân này là thân xanh sạch này, hàng này nuôi rất là nhanh lớn. Đấy, cái thân nó rất là đẹp. Thân nó màu xanh này này. Còn có những cây nó tán nó cũng to như cây này, nhưng mà cái thân của nó già cỗi, cái thân nó cỗi và nó lỗi tật sẹo. Thì người ta gọi là hàng thân lỗi. Thì giá nó sẽ rẻ hơn những cái cây thân xanh sạch như này. Cây thân này, thân xanh sạch này về nuôi rất nhanh lớn nhá. Và nó đẹp nữa. Nó chất hơn, cái chất cây. Nói chung là cái lô cây này của em toàn cây đẳng sập cấp. Đâu, tí nữa thì va vào cái chậu này. Điều cổ nhá các bác nhá. Điều cổ, hoa hồng điều cổ. Nhỏ thấp vào góc này anh này. Chậu, 6 chậu, 7 chậu, 8 chậu, hết 8 chậu. Em được gây xe này hết 8 chậu, có gì hết 9 chậu ấy. Hết 8 chậu đấy, 8 chậu. Vượt hết đúng không? Đây là 4. Ừ. Đây là 5. Đây 3 rồi đúng không? Đúng rồi, đây 3 rồi, 3 cái lên xe rồi.
Cái đấy là 4 này, đoạn là 5 này. 6, 7, vừa khít 8 luôn. Vừa khít 8. Dạ? 10 à? 5 chậu. Ừ, đúng rồi. Ngồi nóc tưới đúng không? Tưới cho đảm bảo. Người ta là mấy ông này. Đúng rồi, kẹo tưới luôn. Đây, giới thiệu với các bác này, cây này là cây Việt Quất nhé. Cây Việt Quất. Cây này gọi là Việt Quất 4 mùa. Việt Quất 4 mùa, hoa quả quanh năm đấy ạ. Đây là hàng Việt Quất khủng. Mọi người đi ra quán sinh tố ấy, là có hay có món sữa chua Việt Quất ấy. Nó là làm từ cái quả của cây này nhá. Là từ quả cây Việt Quất này. Hôm nay em xếp một xe hàng vào trong miền Nam cho khách ở trong miền Nam ạ. Trên xe này có 4 chậu hồng điều cổ, 4 chậu hồng bạch xếp cổ và 40 cây bạch cổ hàng mini nhỏ, và 20 cây hồng cổ Sa Pa. Ở đây nó có anh Sơn đang mặc cái quần bộ đội kìa, là chưa vợ. Anh Sơn xin chào các em nhá. 89 Hưng Yên chào anh em nhá. Trai Hưng Yên vừa chịu khó vừa dễ thương. 89 Hưng Yên chào anh em. Tám chín chào anh em cả lương.
hoa hồng điều cổ này các bác này. Điều cổ rất là thơm. Hồng điều cổ là một trong giống hồng hiếm nhất. Hiếm, nó là một loại hồng hiếm. Đây mọi người nhìn xếp cây cho khách xếp đảm bảo luôn. Bây giờ bóc lên cây nào? Cây điều kìa. Thế là có 5 chậu nữa không này? 1, 2, 3, 4, 5 này. Chào nhàn đợi hoa lở nhá. À, hoa hồng đã báo hoài chưa đấy? Các bạn nhìn vào cái số lần mình xếp xe, lần nào mình cũng xếp xe đấy. Thì các bạn biết là nói chung là những cái người mà có niềm đam mê với hoa hồng bây giờ người ta vẫn có đam mê. Ngày xưa tại sao có một thời gian hoa hồng nó bị tụt giá? Là bởi vì có một giai đoạn hoa hồng nó bị suy thoái, là mình dân mình lao vào quá nhiều. Khi nào mà cung vượt quá cầu thì tự dưng giá sẽ rẻ, và khi nào mà cầu vượt cung thì giá nó sẽ cao. Hôm nay xếp mộc to không chị? Xếp mộc to mà. Hôm nay xếp mấy cái mộc to? Hôm nay xếp mộc to và xếp hoa hồng. Đây này, hôm nay xếp 40 bịch bạch bạch cổ cánh xếp này cho khách này. Hàng đẹp luôn đấy, hàng xanh sạch đẹp luôn này. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Đôi mộc xịn sò quá chị nhỉ, đúng rồi. À, từ hôm qua đến giờ đã bán được 3 cái mộc. Nhân với giá là 50 triệu một cây. Đấy là bán 3 cái mộc hàng khủng là 150 triệu. Từ tối hôm qua đến giờ chốt 3 cây đấy là hàng đẳng cấp. Còn còn 5 chỗ này. 5 chỗ này là hết hàng bé đúng không? Đấy là 30 bịch đảo cũng hết nhỉ. Còn 5 chỗ kia nữa. Cho lên đây. Cho lớp cái chậu kia lên. Cho hết cái chậu. Phải lắp cái bé vô đây. Cho lớp đi. Vớ vẩn sau xếp mộc hoa hồng giá em thì năm nay hoa hồng lại lên ngôi tiếp. Hoa hồng năm nay lại lên ngôi mà. Hoa hồng nhá, chu kỳ của hoa hồng nó là chu kỳ 100 năm. Hoa hồng nó là cái loại trường tồn nhất trong tất cả các dòng hoa cây cảnh, mình khẳng định, xin khẳng định mọi người thế luôn. Bởi vì tại sao các dòng cây khác nhá, các dòng cây khác là nó hoa một mùa. Còn như ví dụ như hàng lá là chỉ chơi được một thời gian xong là nó sẽ hỏng cây. Mình không cho mừng không trồng cũng chăm được nó sẽ hỏng cây, nhưng hoa hồng là nó là hoa quanh năm, đông xuân hè thu đều ra hoa. Và mình biết, nếu mình biết làm, mọi người cứ bảo hoa hồng khó tính nhá, nó khó đối với những người mà không biết chăm. Nhưng mà hoa hồng nhá, nếu mà mình cứ đều nước đều phân là cây nó vẫn ok. Cứ đều nước đều phân, phải chăm đều tay thì nó là gần như nó cũng vĩnh cửu luôn mà, do mình chăm sóc nữa. Ngày trước là cứ đua nhau đại hạ giá, trồng đại trà như cây cổ Sapa, nào là Thái Bình, Nam Định rồi Hưng Yên trồng, thi nhau trồng, xong là trồng bán giá rẻ cho ăn kích thích nhiều, kích thích tăng trưởng nhiều, về nhà khách không chăm được theo chế độ nhà vườn nữa, cây nó cũng hỏng. Nhưng bây giờ thì người ta không làm hàng chợ như ngày xưa nữa. Ngày xưa làm hàng chợ, hàng rau dưa mỗi cây bán lãi 20.000, xong là ông này thì bán 300, hôm sau là có ông bán 280, hôm sau nữa là ông tụt 250, hôm sau nữa là có ông 180 đập vào giá, thế là thành ra là lỗ, bán không có lợi nhuận, thế là dần dần là bỏ. Cứ người nó ép giá này kia, thế là bỏ hết. Bây giờ thì hoa hồng là nó gần gần nó đi vào cái mức giá trị thực. Hoa hồng nó biến động nhất luôn. Những năm đầu của hoa hồng ấy thì giá nó cao, cao ớt là cao, cao chót vót luôn. Xong là mấy năm sau, 2 năm sau của hoa hồng thì giá nó lại rẻ chạm đáy luôn. Bây giờ thì nó đi theo đường hình ngang rồi. Nó giá nó ổn định rồi. Thế là hết sạch hàng vé rồi đúng không? Hết sạch rồi. Chơi hồng nhàn mà, cực mỗi năm đầu tiên thôi, phân bón ổn, phun sạch bệnh. Thật kỹ đợi cây đến khi dễ bám, đất ổn là cây tự kháng bệnh tốt thì hầu như không bệnh, đúng rồi.
Nếu bạn nào mà cứ chăm hoa hồng rồi, những làm hoa hồng rồi thì các bạn biết. Hoa hồng nó có đặc tính là nó ưa đất mới, nếu mà nó về, nó mà về những nơi mà có đất mới thì là trồng nó lớn rất là nhanh và phát triển rất là tốt. Thực thật là Văn Giang này, những cái nhà mà làm hoa hồng đẹp này người ta bán đắt hàng, thậm chí được giá luôn, được giá luôn. Hoa hồng từ cuối năm ngoái đến năm nay giá còn cao hơn mấy năm trước thôi. Năm trước là năm cái thời điểm mà rẻ nhất của hoa hồng chắc là năm 2020. Cuối năm 2020 hồi đấy là có anh móng cái Green à. Anh móng cái, anh Huy móng cái Green, ui số ơi, lúc nào cũng thấy một chương trình đại hạ giá của hoa hồng luôn. Hôm nào mà ông nào mà chào 350 cái hoa hồng đó, ông vào ông chào 150 luôn. Đập chết giá luôn. Thì chỗ nào nhóm nào hội nào thấy ông xuất hiện, nhưng bây giờ lâu lắm rồi không thấy ông móng cái Green ông ấy xuất hiện. Thế trước ông móng cái Green đó, ông ấy làm vùng ở Nam Định ấy. Ông ở móng cái nhưng ông làm vùng Nam Định là cứ bán hoa hồng cổ Sapa là giá rẻ ơi rẻ luôn. Đấy là những một trong những số người góp phần và làm cho giá hồng tụt dốc phung phanh. Chứ rồi không còn cây nhỏ cây ken hàng khác gì à? Còn bao cây nữa? Trèo trèo lên rồi bấm à? Rất là nhanh mà sắp xong rồi. Xe lạc có dây. Cho khí cho con nào. Xe lạc có dây. Thế nhưng mà xe này xong nhanh rồi vâng ạ. Tôi nghĩ là đến 5 giờ là xong. 5 giờ là xong mà xe ông đi luôn thì 7 giờ 8 giờ tối người ta nhận rồi. Tôi chỉ mong là bởi vì khách người ta mua nhiều nên mình làm cẩn thận, người ta nếu nhận được cây ưng ý mà nó không bị làm sao thì người ta lần sau người ta mua tiếp. Ừ, cây là người ta đang đà, đang hứng khởi trồng cây, về một hai cây tèo thì người ta chán, người ta chẳng muốn trồng nữa. Nếu mua 10 cây người ta chỉ mua giảm xuống lượng 5 chẳng hạn đấy. Nhiều khi nó không phải vấn đề đền cây khác, là mình cây hỏng thì sẵn sàng đền cây khác, nhưng mà mình mất cái uy tín của mình ấy, nên là muốn là nói chung là cái khâu lạc nó phải trôi trôi tí nhỉ. Thế nên là phải cẩn thận. Đây, hồng điều cổ này, cây cực kỳ đẹp luôn. Hàng Sapa nhỉ em nhá, Sapa nhỉ em này tán này. Hàng đánh đi cho khách là để cho lụng nó già, để cho cái lụng nó già luôn, chứ không phải đánh hàng non. Nếu mà mình đánh mà để nhiều cành non lên cây ấy, là cây nó sẽ bị mất nước. Còn bọn này là toàn cành già rồi, toàn bọn cành già rồi. Đây là chín thân à, lô này thân cực kỳ đẹp luôn, thân xanh sạch luôn, đều hàng thoát cao, hàng thoát cao thân xanh sạch. Này, thân nhá, lô hồng này thân của nó rất là đẹp, thân nó xanh sạch. Hàng xanh sạch là gì, là hàng thân nó mịn, nó luột này, nó không bị sâu bệnh, nó không bị các con dẹp sáp nó bám vào thân cây. Gọi hàng xanh sạch với thân nó không bị u sùi u cục. Thì cái bọn này là gần như là nó không u sùi u cục đâu. Đấy, lô Sapa này thân luột luôn. Và bọn em làm rất là cẩn thận cho khách nhá. Đây này, đánh bầu lên là đai lưới bên trong rồi nhá. Bên trong này, cái cây này là hàng bịch vải rồi. Hàng bịch vải chôn đất. Mà nhà em đánh bầu này, đánh bầu đai lưới này. Đánh bầu đai lưới rồi. Đây này, đánh bầu đai lưới rồi mà phải bọc thêm một lượt tế bóng nữa, là để làm gì, để cho cây đi, nó tránh cây bị mất nước, mà tránh mình băng dính vào cây nó đỡ bị bể bầu nữa, đỡ tránh để mất nước nữa. Làm hết sức cẩn thận luôn. Đâu, ôi trời ơi. Cây đẹp nhất là khi đang ở trên rời. Ông quê đi đâu ấy?
anh? Không à? Ừ. Phải... liệu hết Sapa lên xe được không? Đây là cháu nó phải giúp, giúp tán nó ở đây được nhỉ? Đúng không? Mấy cây Sapa rồi nhỉ? Chắc là 7 cây gì đấy. Ba cái. Anh còn bao cây? Còn bao cây nữa? Đấy, làm cẩn thận lắm chứ phải đơn giản đâu. Cái lầm. Lấy dây. Chèn lên gạch. Năm này cho nó không bị sức thân nhông nhá. Chứ chưa có gạch bây giờ đâu không ơi. Đây. Đi đây nên là con chèn cái này sao? Đấy, làm cẩn thận. Nhồi nhét các kiểu sao cho thật chặt. Đầy một xe. Có liệu 4 chậu đúng không? Khoai đấy, thật 3 chậu rồi. Cây này chậu nó chỉ đến thế. Không thể hơn được. Cây thì có thể hơn hết được, nhưng mà chậu nó vừa tán. Đặt được một cây hồng nữa vào đây, nhét vào đây đâu? Đấy, nhét là một cây nữa đúng không? Đấy, hôm nay nhà em làm nói chung là phải cẩn thận luôn cho khách.